và các bạn, nhờ thiên nhiên ưu đãi, Lâm Đồng là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Thời gian trở lại đây, cùng với loại hình du lịch tham quan nghỉ dưỡng, du lịch hội nghị, hội thảo, thì du lịch mạo hiểm cũng là loại hình thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, làm gì để loại hình du lịch này phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có, cũng như có những quy chế trong triển khai hoạt động? Phóng sự sau đây sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Đi bộ xuyên rừng. Đu dây. Vượt thác. Hành trình trên cao. Chèo thuyền kayak. Leo vách đá là những loại hình du lịch mạo hiểm đang được các công ty du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đưa vào khai thác và phục vụ khách du lịch trong thời gian trở lại đây. Tuy là loại hình du lịch mới, nhưng đã thu hút đông đảo du khách đến với loại hình này, đặc biệt là giới trẻ và du khách nước ngoài. Sợ, nhưng mà vui và an toàn. Cái cảm giác là hoàn tất được một cái công việc. Từ cảm giác bỡ ngỡ, sợ sệt, nhưng thông với các trò chơi mạo hiểm đã dần giúp du khách lấy lại thăng bằng, chinh phục mọi thử thách. Qua đó rèn luyện tính kiên trì và sự tự tin. Tùy vào mỗi trò chơi mà du khách lựa chọn, song tất cả sẽ giúp du khách có những giây phút gần gũi với thiên nhiên, thử tài chinh phục đỉnh cao để tìm thấy sự bản lĩnh. Đây là lần đầu tiên em tham gia cái trò chơi này. Cảm giác của em đầu tiên đấy là rất là háo hức. Nhưng mà sau được các anh chị ở trong này hướng dẫn thì em cảm thấy có một chút đó gì đó cũng tò mò và sợ sợ. Tuy nhiên lúc mà đi trên từ bậc thấp lên bậc cao á, thì đặc biệt là từ đầu cái chỗ mà đầu này á, thì cảm giác của em trời ơi rất là rô mốt, vì mình ở trên cao mình có thể nhìn thấy được toàn cảnh ở thung lũng phía dưới, rất là mát và rất là thú vị. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 12 công ty du lịch lữ hành quốc tế được cấp phép hoạt động, trong đó có 8 công ty chuyên khai thác các loại hình thể thao mạo hiểm. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng lợi thế, song với sự bất cập trong công tác quản lý, do chưa có biện pháp chế tài cụ thể từ các ngành chức năng, đã làm cho du lịch mạo hiểm ở Lâm gặp phải những thực trạng đáng buồn, mà cụ thể là những vụ tai nạn thương tâm làm chết người trong thời gian qua. Theo đại diện công ty du lịch mạo hiểm Việt, đơn vị đã có trên 15 năm hoạt động trên lĩnh vực du lịch mạo hiểm, thì loại hình du lịch mạo hiểm nhìn tuy đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Bởi nó liên quan đến nhiều yếu tố từ việc lựa chọn địa điểm, địa hình, nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ người chơi. Tuy nhiên, ở Đà Lạt, Lâm Đồng hiện nay, các hoạt động tổ chức và kinh doanh du lịch mạo hiểm còn mang tính tự phát, mạnh ai nấy làm, chưa có tính chuyên nghiệp cao. Những mô hình mà chúng tôi đã mở ra ở đây từ nhiều năm qua, thì hiện nay có những cái đơn vị khác bắt chước làm theo với một quy mô và chất lượng thấp hơn. Và càng ngày nó càng thấp hơn, có nghĩa là nó sẽ đưa đến hai chuyện. Một là cái tiềm năng này chúng ta chưa khai thác được đúng mức, và người ta sẽ đánh giá rằng là mình làm ở mức độ còn rủi ro. Chính vậy cho nên muốn đưa cái loại hình này trở thành một cái đặc thù của Đà Lạt Lâm Đồng và làm một cái nhân tố tốt cho cả nước, thì chúng tôi thấy phải xem trọng hai vấn đề đó, là trang thiết bị và huấn luyện đội ngũ. Bên cạnh đó, do là loại hình du lịch mới, nên các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ các trò chơi mạo hiểm, đa số đều được các doanh nghiệp nhập từ nước ngoài về. Song những loại thiết bị này không có trong danh mục khai báo hải quan. Nhiều đơn vị khi nhập khẩu gặp rất nhiều khó khăn khi làm thủ tục. Cái khó hiện tại trong đầu tư thể thao mạo hiểm ở đây là cái toàn bộ cái trang thiết bị này với cái rào cản về mặt pháp lý, tại vì những cái thiết bị mà nhập ở đây thì gần như về cái vấn đề hải quan á, khi chúng tôi vướng mắc phải là đa phần là phải cái vấn đề hải quan thì khi khai báo cái trang thiết bị này nó chưa có, mà chưa bao giờ nó đã về đến Việt Nam, cho nên khi khai báo chúng tôi không biết giải trình ra làm sao nữa. Cái đó là cái khó khăn duy nhất mà đến hiện tại chúng tôi đang gặp phải.
Một nguyên nhân nữa đang là rào cản, làm ảnh hưởng đến loại hình du lịch mạo hiểm ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Đó là chưa có văn bản pháp lý, quy định cụ thể, làm căn cứ thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật, độ an toàn của các trang thiết bị chuyên dụng, đội ngũ hướng dẫn viên ở một số doanh nghiệp chưa được đầu tư bài bản. Nhiều doanh nghiệp mới ra đời còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, từ đó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Gặp ông Trần Mạnh Việt, chúng tôi rất ấn tượng với khuôn mặt đôn hậu, thân thiện và tác phong nhanh nhẹn của ông. Năm 2010, ông nghỉ hưu và được Hội Người Cao Tuổi trong phường tin tưởng, bầu làm Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường 3, thành phố Đà Lạt.